Khi về già, tuyệt đối phải chú ý 6 điều quan trọng này. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, ai rồi cũng có lúc phải già đi, chúng ta đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu rồi. Vì thế lúc này, nên nghĩ đến việc làm thế nào để vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái, hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Để làm được điều đó, nhất định bạn phải nhớ 6 điều sau đây. Thứ nhất, bạn đời. Khi đến tầm tuổi này, bạn sẽ thấy vợ, chồng là món tài sản lớn lao quý giá nhất trong cuộc đời này. Ngày còn trẻ, chúng ta là người yêu, là lý tưởng sống của nhau. Còn khi về già, ta lại là tri kỷ, là nơi nương tựa để sưởi ấm lẫn nhau. Vợ chồng nắm tay nhau cả đời là quan trọng nhất. Con cái rồi sẽ dựng vợ gả chồng, có cuộc sống riêng và ta chỉ còn có nhau. Những lúc đau ốm bệnh tật hay vui vẻ hạnh phúc chỉ có chúng ta san sẻ với nhau. Nếu bạn đời còn ở bên cạnh, sát cánh cùng với ta đến tận thời điểm này thì hãy nên cảm thấy mình thật may mắn và hãy trân trọng điều này. Thứ hai, tự quản lý nhà cửa tiền bạc của mình. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái. Hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản lý được tiền của bạn và có một khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải đủ để sử dụng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu thì đừng tiêu, cũng đừng mạo hiểm đầu tư và phải chú ý để không bị mắc lừa. Con cái hiếu thuận là con cái ngoan, nhưng dẫu sự nghiệp của con cái có khởi sắc, thì tiền bạc vẫn là của con cái. Bạn không từ chối việc chúng hỗ trợ kinh tế, cũng không từ chối chúng hiếu kính với mình, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình để tự thu xếp ổn thỏa cho phần đời còn lại. Thứ ba, sức khỏe là quan trọng nhất. Sức khỏe là tài sản và là vốn liếng cuộc đời. Khi bạn biết giữ gìn sức khỏe, thì cũng là biết tự đối đãi tốt với bản thân, gia đình và cả xã hội. Ăn cơm phải nhai chậm để tránh bị nghẹn. Đi đường phải chậm để tránh bị ngã. Không được thể hiện bản thân mình nữa. Phải biết tự lượng sức mình và chăm sóc bản thân. Hãy thôi lo lắng bao đồng việc nọ việc kia. Quả thực đây là tâm bệnh chung của những người già. Bạn đã lo lắng cho người khác suốt cả cuộc đời rồi. Giờ là lúc bạn cần nghỉ ngơi, học cách hài lòng với hiện tại và thuận theo tự nhiên. Bạn chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình thôi. Hãy làm mọi việc một cách thư thái, không cần quá câu nệ rằng mọi chuyện đều phải hoàn hảo, mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình. Đừng nên làm lụng quá sức để phải đổ bệnh, rồi lại chờ người khác đến chăm sóc mình. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể tận hưởng cuộc sống. Thứ bốn, bạn chí cốt. Khi già rồi, con cái mỗi đứa một ngả lo mưu sinh, bạn có thể tìm chút đến một vài người bạn chí cốt để cùng nhau làm được một vài chuyện đơn giản như tập dưỡng sinh, đánh cờ, uống vài cốc nước trà và đàm đạo thì quả thật không gì quý bằng. Có những câu chuyện suy nghĩ mà chỉ có thể chia sẻ giữa những người bạn chí cốt, người cùng thời, người đồng chí. Hãy cố gắng giữ gìn những mối quan hệ đó bởi nó quý giá biết nhường nào. Thứ năm, tự yêu lấy bản thân. Khi bạn già, không có nghĩa là bạn bỏ mặc việc chăm chút ngoại hình của mình. Hãy đầu tư một chút vào bản thân. Thay vì mái tóc bạc thiếu sức sống, hãy nhuộm lại mái tóc với màu đen tuyền hay màu nâu hạt rẻ, tươi trẻ. Thay vì những bộ quần áo lanh nhàu nhĩ, hãy lựa chọn cho mình vài bộ váy hợp thời, một vài chiếc quần đũi trẻ trung mà vẫn đứng đắn. Hãy đầu tư một vài chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho bản thân. Hãy sống hết mình, đừng lo toan câu nệ quá nhiều thứ. Hãy sống hết mình, đừng lo toan câu nệ nhiều thứ quá.
Khi bạn biết đầu tư cho bề ngoài thì cũng chính là đang đầu tư thật tốt cho tâm hồn của bạn. Thứ sáu, tinh thần. Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là quản lý tinh thần của bạn. Sức khỏe kinh tế là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ, lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật, tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền, hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đừng lúc nào cũng ủ rũ rên rỉ, than thở. Hãy luôn cởi mở vui vẻ thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Tuổi càng già càng phải duy trì thần thái tươi trẻ. Sống một ngày, vui một ngày, vui một ngày thì lãi một ngày. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, vẫn luôn xoay vần như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu, mong đợi điều kỳ diệu xảy đến. Cuộc đời mà, sống chết có số, đừng để người thân và bạn bè phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn. Già rồi, biết trông mong vào ai đây? Câu trả lời, chính mình và vẫn là chính mình. Quý vị thân mến, muốn tuổi già sung túc an nhàn, trung niên nhớ tích lũy cho mình ba thứ. Những người trung niên hãy học cách bình tĩnh trước cuộc sống, kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Người như vậy sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, là điểm tựa vững chắc của gia đình, tiến những bước vững chắc về phía thành công. Thứ nhất, tích lũy kiến thức và nắm bắt cơ hội. Mọi người đều trải qua những thăng trầm khác nhau trong cuộc đời này, trong khi một số người có thể tiếp tục tiến về phía trước sau những thăng trầm, một số người sẽ dừng lại khi gặp trở ngại. Nhớ rằng, sống tức là thay đổi. Cuộc sống này đòi hỏi chúng ta phải luôn vận động, thay đổi để bắt kịp xu thế của thời đại. Than vãn cuộc đời, đổ lỗi cho số phận, chưa bao giờ là sự lựa chọn khôn ngoan. Thay vào đó, hãy bình tĩnh để suy nghĩ về con đường mình đang đi. Học tập và trau dồi kiến thức, phát triển lại bản thân để có thể bắt đầu lại từ đầu. Trên thực tế, ở tuổi trung niên, bạn không còn độ nhanh nhạy và sự nhiệt huyết như lúc tuổi trẻ. Dù là ai và làm việc trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ gặp trở ngại nhất định trong việc cạnh tranh với những người trẻ tuổi. Nhưng hãy biết điểm mạnh của mình là gì. Bạn có những kinh nghiệm phong phú cùng nguồn tri thức không ngừng được cập nhật. Hãy không ngừng tích lũy kiến thức cho mình và chủ động đón nhận cơ hội, thích nghi và gặt hái thành công. Thứ hai, tích lũy thất bại để bản thân không sợ khổ. Khó khăn là con đường duy nhất để mỗi chúng ta trưởng thành. Để có được thành công, bạn phải nếm trải khó khăn thất bại trước đó. Ở tuổi trung niên, bạn đã dày dặn hơn với những sương gió, không như những ngày mới bước vào đời ở tuổi đôi mươi. Ở tuổi trung niên, bạn dần dần nhận ra rằng mình chỉ là một giọt nước trong đại dương xã hội. Biết đâu là điều mình có thể và không thể làm. Cuộc sống là trong tay của chính mình, chỉ có nỗ lực làm việc không ngừng tiến về phía trước, bạn mới có thể đạt được điều mà mình muốn. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, và điều làm nên sự khác biệt trong số phận của mỗi người chính là thái độ khi đối mặt với nghịch cảnh thất bại. Trong khi những người ca thán đổ lỗi, mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí tụt lùi về phía sau, thì những người biết đối mặt với thất bại của mình và rút ra bài học sẽ ngày càng tiến nhanh về phía trước. Đừng sợ khó khăn, bởi ngay cả thất bại cũng là cơ hội để ta học được những bài học quý báu. Những người trung niên hãy học cách bình tĩnh trước cuộc sống, kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Người như vậy sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, là điểm tựa vững chắc của gia đình, tiến những bước vững chắc về phía thành công. Thứ ba, tích lũy của cải và khiến bản thân tự tin. Đối với những người trung niên, dù là mua nhà, mua xe hay việc học hành của con cái, chăm sóc cha mẹ, đều cần đến tiền. Gánh nặng đặt lên đôi vai họ lúc này là không nhỏ. Nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống này, bạn sẽ thấy giá trị của đồng tiền là điều không ai có thể phủ nhận. Tiền sẽ mở ra cho ta nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống này. Tiền không phải là tất cả, nhưng rất nhiều việc sẽ không thể làm được nếu không có tiền. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn. Vậy mới nói, không quan trọng thu nhập của bạn là bao nhiêu,
Quan trọng là bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong số đó. Nếu giữ mãi những thói quen chi tiêu xấu, tiền bạc nhiều đến đâu rồi cũng sẽ tiêu tan. Đó là lý do tuổi trung niên nhất định không được bỏ qua việc tích lũy của cải. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể khiến cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, nâng cao cuộc sống của mình cũng như dành cho người thân yêu những điều tốt đẹp. Trung niên muốn cuộc sống sung túc, tạo dựng các thói quen tài chính lành mạnh, càng sớm càng tốt.